Đây là 8 công vườn cây cacao sen dừa đang cho trái của cô Nguyễn Thị Hạnh ở ấp Tích Phước, xã Tích Thiện. Hiện vườn cacao đang cho trái quanh năm, định kỳ cứ 2 tuần là thu hoạch trên 1 tấn trái, giúp gia đình cô có thêm nguồn thu nhập ngoài dừa. Cô Hạnh cho biết trồng cây cacao sen dừa không những không ảnh hưởng đến cây dừa mà còn giúp hai loại cây này cùng phát triển tốt, năng suất tăng lên đáng kể. Trồng cây cacao sen dừa có nhiều ưu điểm như chi phí đầu tư thấp, dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, nên cô đã mở rộng thêm 12 công trồng cacao sen dừa, hiện đang bắt đầu cho trái. Tại vì ở thành phố về quê là lập vườn rồi tính là trồng dừa rồi cái anh hai anh xuống anh kêu trồng cây cacao vô đi, sen cacao vô cho nó với dừa, chứ trồng dừa không thì nó ổn đất. Rồi thấy vậy trồng bên đây thì 8 công, cái khâu chăm sóc thì cũng nhẹ, phân thuốc cũng nhẹ. Tới đợt thì tỉa cành tỉa lá, rồi tới đợt thì bỏ phân. Nếu mà tỉa cành thì một mùa mới tỉa 1 lần, còn bỏ phân thì 2 tháng vậy mình bỏ 1 lần. Gỗ thì bẻ một lứa 1 tấn, bẻ 1 đợt á, 2 tuần thu hoạch 1 lần, tấn thì 10 triệu. Với mục đích ban đầu trồng chơi, không ngờ khi trồng cây cacao sen dừa lại ăn thiệt. Đó là chia sẻ của chú Quỳnh Văn Lương ở ấp Mỹ Thuận, xã Tân Mỹ. Hiện vườn của chú Lương có 7 công dừa, sen 300 gốc cây cacao cho thu nhập đều dù ít công chăm sóc. Ông cho biết lâu lâu mới tỉa cành, tạo tán, bón phân chủ yếu cho cây dừa, cho cây cacao là phụ, nhưng khi cho lợi nhuận, cây cacao hơn hẳn cây dừa. Chơi đi tham quan qua mấy cái chỗ bên kia thấy anh kia anh trồng, nhưng mà mình cũng thấy là trồng chen vô dừa, rồi về thấy cái vườn dừa của mình trồng hơi thưa, thấy nó còn trống dưới đó, thì thấy có thấy bên kia trồng vậy thấy đạt, thấy có ăn rồi tôi cũng về trồng theo, nhưng mà tính nghĩ là nó trống mình chen vô rồi thôi gõ thí đi, vì nó nào nó có trái thì mình thu hoạch, nhưng mà không ngờ mình bỏ vậy mà cuối cùng là rất là đạt hiệu quả. Cái này là chăm sóc rất là nhẹ, không có gì bỏ thí, coi như là lâu lâu mình ra mình coi mình tỉa mấy cái nhánh phướng, tược phướng nó đi mọc thẳng lên về rồi thôi à, chứ không có gì đó. Chuồn sâu bọ gì là nó nhẹ nhàng lắm, ít không có xịt. Phân thì mình gãi cho dừa, mình gãi lan qua cho nó ăn luôn, chứ mình không gãi cái đầu tư cho nó. Thì coi như cái hiệu quả mà để sen với dừa, cacao sen dừa tôi thấy rất là tôi thấy tôi đạt đó. Vì coi như bỏ thí vậy là một tuần lễ là theo mình hái có thể là khoảng 3 mấy, như của tôi trồng không có chăm sóc ngang như cái này chăm sóc là hái có thể cả 100 ký, nhưng mình bỏ thí về mình hái một tuần vậy có thể 30-40 ký. Nó không có cao hơn, nhưng mà cái xài là tại trong tuần mình đi chợ búa này kia chăm sóc trong cái sinh hoạt hàng ngày thấy cũng ngon là được. Để việc tiêu thụ cacao với mức giá ổn định, người trồng có thu nhập khá, tại huyện Trà Ôn đã hình thành hợp tác xã nông nghiệp Tích Khánh, chuyên sản xuất và liên kết thu mua, sơ chế, cung cấp nguyên liệu cacao cho các doanh nghiệp. Thời gian qua, hợp tác xã đã liên kết sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, thu mua không chỉ với bà con nông dân huyện Trà Ôn mà còn các huyện lân cận. Mình liên kết với bà con nông dân cũng cả trong huyện rồi cả ngoài huyện, ngoài tỉnh. Nghĩa là mình làm ký hợp đồng với dân. Thì tôi ký hợp đồng là 20 năm, được chỉ kỹ thuật. Bởi vì quan trọng là cái nghề ngành làm vườn là kỹ thuật. Mà ở đây tôi bao là kỹ thuật tôi chỉ. Cái hai là phải thu mua, cam kết thu mua. Ở đây tôi quyết định thu mua vào ngày Chủ nhật và thứ bảy, hai ngày đó. Cái cây cacao thì mình cũng nói rõ với bà con là cái cây này nó cũng không có bị thụt giá. Tôi làm hồi đó tới giờ là 10 mấy năm, là từ 2500 cho về dài cho tới bây giờ luôn, chứ không có biết xuống. Lên rồi nằm đó rồi lên chứ không có xuống. Nghe cái giá thì mình cũng nói với bà con ổn định. Rồi tôi là dự định năm nay á, hiện bây giờ là tôi có 13.000 cây giống. 13.000 giống thì tính ra phục vụ là khoảng cả 100 hecta nữa. Nếu mà trồng hết cái số diện tích này thì tôi sẽ có 100 hecta nữa qua năm. Theo ngành nông nghiệp huyện Trà Ôn, việc trồng sen cacao trong các vườn dừa trên địa bàn huyện Trà Ôn khoảng 200 hecta, tập trung nhiều ở xã Xuân Hiệp, Thiện Mỹ, Hữu Thành. Trong điều kiện tự nhiên, cây cacao trồng sen trong vườn dừa, vườn cây ăn trái là rất thích hợp.
Cây cacao tương đối dễ trồng, có khả năng thích ứng, thích nghi trong điều kiện bóng râm, chi phí đầu tư thấp. Bên cạnh đó, việc trồng cacao xen cây dừa còn là cách để tránh lãng phí đất và tận dụng điều kiện sinh thái sẵn có mà cây dừa không sử dụng hết. Chào quyền cho ông thì được triển khai là chương trình cây cacao rất nhiều năm. Và trước đây thì cũng có hỗ trợ của nhà nước và nhân dân phối hợp để mà các triển khai là trồng cacao để mà tăng thu nhập cho người dân. Nhất là hiện nay đó là các cái trồng trong cái hiệu quả nhất là trong cái vườn dừa, cacao xanh dừa là coi như là rất là đạt hiệu quả. Còn ở chỗ ông á, ngoài cây vườn dừa ra còn trồng xen vào các cái cây lâu năm, cái việc tiêu thụ cacao thì rất thuận lợi. Khi có trái lớn thì công ty phối hợp để mua của người dân. Và trong đó thì là hiện nay thì giá cả thì có lúc lên từ 9.000 tới 10.000 đồng trên ký cacao mà tươi. Hiện nay thì trong huyện thì cũng có được một cái hợp tác xã sơ chế là sơ bộ đầu tiên của cacao ở Thiên Mỹ. Có hoạt động thường xuyên và coi như là chẳng những mua của huyện Trôn và còn mua ở các cái huyện lân cận. Đây là mô hình gọi là được trồng sen nhưng mà có hiệu quả giúp cho người dân tăng thu nhập hàng năm đó. Thì huyện ta cũng là tăng cường cái vấn đề công tác tập huấn trồng cũng như là về dịch bệnh trên cây cacao để cho cái hiệu quả cacao đạt năng suất cao nhất. Ngoài ra thì còn tiếp tục hướng dẫn người dân làm sao mà chúng ta phải có cái sự là tham gia các cái buổi hội chợ cũng như triển lãm để mà triển khai cái quảng bá cái thương hiệu cacao của huyện Trôn. Và cái nữa thì chúng ta tạo điều kiện là tạo cái mã dùng cho cây cacao và cái sản phẩm ô cốp